ngày đầu tiên thì kiểu người ly nắm tâm á, với lại người ly đầu giải thì hơi run, với lại là tâm biết ổn định, nhưng mà hôm nay thì bắt đầu lấy lại cảm giác rồi. Yeah. Hôm qua thì chú cháu mình có nói với nhau thì con nói là con sẽ cố gắng làm tốt nhất cái thành tích của mình. Thì đã làm được rồi. Dạ đúng rồi. Thành tích huy chương thì bằng hồi 2018. Dạ. Con có điều gì vẫn là còn tiếc nuối không? Dạ thì điều này tiếc nuối nhưng mà không sao hết, tại vì vận động viên mà như em như con á, thì mục tiêu con là mình cố gắng giành được huy chương á. Thì hôm nay thì con đã giành được huy chương á, thì con cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Vì khi mà ASEAN tới 4 năm một lần rồi, rồi có một cái huy chương thì nó giúp con là cảm thấy là hưng phấn và thoải mái hơn ạ. Hôm nay mình xuất phát vẻ tốt hơn so với hôm trước luôn. Dạ. Thì bắt đầu là ly đầu tiên ngành lễ một lần, ly sở trường của con á, cho nên là con cảm thấy là mình phải thành tích này hay kia. Nhưng mà sau 1500 thì con cảm thấy mình không cần phải như thế, mình làm sao là mình xuống thi đấu thì mình á, đầu tiên mình phải cảm giác thoải mái thì nhẹ nhàng, cũng kiểu mình như kiểu thi đấu nhưng mà phải có một cái tâm thái là thoải mái, như kiểu đi chơi vậy đó, như kiểu đi chơi trên đường đôi bơi vậy đó, thì lúc đấy thì mình mới bơi nhanh được. Có nghĩa là hôm nay con thoát được khỏi áp lực rồi. Dạ đúng rồi, hôm nay là nhiều phải không? Dạ. Nó không phải là giống như hôm đầu tiên nữa. Dạ đúng rồi, hôm đầu tiên kiểu áp lực hơi lo nhiều, hôm nay thì em cảm thấy rất thoải mái rồi. Mình có nghĩ đến hai đối thủ của Nhật Bản với Trung Quốc trong khi mà em hôm nọ? Dạ có, cũng là bốn đối thủ như vậy nè. Hôm nay Hàn Quốc họ lại quá mạnh. Dạ đúng rồi. Còn khoảng cách của mình hơi xa. Dạ. Nhưng mà em cảm thấy có huy chương đồng, tấm huy chương đồng này giúp con tinh thần phấn chấn hơn. Thành tích này có giúp con đạt được chuẩn Olympic chưa ta? Dạ thì chuẩn Olympic là 7:51 giây, bao nhiêu á? Chưa, thì con mình chưa biết. Không, nhưng mà chưa biết như thành tích như số sao ở sau á. Thì nếu mà số sao nó đủ á, thì con sang năm có thể là đạt chuẩn đi Paris ạ. Tại vì cũng là chuẩn A là cũng 7:51, nhưng mà con chưa biết bao nhiêu ạ. Nhưng mà hình như hồi nãy có Hương Nguyên bảo là đạt được chuẩn A này, thì cũng cảm thấy là vui hơn nhiều ạ. Có nghĩa là chưa đạt được chuẩn Olympic đúng không? Không, đạt chuẩn lại gì? Về kiểm tra lại đã. Tại vì hồi nãy em có nghe Nguyên bảo là con đã đạt được chuẩn A, nhưng mà cái này mình chưa biết, tí nữa về hãy xem lại chắc chắn ạ. Thì dành tấm huy chương này cho, còn là đầu tiên là cho gia đình và cho bạn em luôn luôn là đồng hành cùng em, phải kiểu luôn luôn là vui buồn cùng em. Mấy hôm trước thì như kiểu là em thấy thành tích em cũng không tốt và kiểu tâm lý lo sợ, thì gia đình với là bạn bè luôn luôn là động viên em rất là nhiều, nói chung làm đủ mọi cách để cho em thoát khỏi cái sự lo lắng này. Cái năm nay không có thầy Hoàng Quốc Huy bên cạnh, dạ, thì cái điều đó nó có tạo cho con một cái sự lo lắng khi mà mình không có người thầy luôn của mình kế bên để mà con. Với cái điều thầy của con thì con rất là nhớ thầy ạ. Thầy đến bây giờ cũng lâu lắm rồi, thầy con làm mất rồi. Thì nói chung thầy con lúc nào cũng truyền lại cho con những cái là những điều tốt đẹp nhất ạ. Đến bây giờ cũng vậy, thì con luôn luôn khắc cốt ghi tâm ấy. Chứ con với thầy con thì mất rồi thì con nên không nói.